Ok, đây là gạt zin của em EcoSport này. Đấy. Thì gạt mưa hay lơ sẽ là red flat. Đấy, đi kèm cho nó là các cái chân chuyển như thế này. Red flat là đi kèm cho 4 đầu chuyển. Từ giờ 1 đến giờ 4. Thì sẽ lắp vào đây. Ok, nên em gạt em ơi. Hay lơ. Xịt nước lên. Xoay giữ đây, xịt nước đi.